Hay chết rồi đấy. Không, đang mở mắt đang nhìn nè. Nó vậy đấy. Làm cái gì? Bỏ đi. Từ 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 đánh thức nó dậy đó. Thằng con nằm im. Sao nó lại nôi được này ta? Đủ nó gặp nó lại căng luôn này thấy không? Anh mèo con nằm nằm. Bất cứ gì đói rồi. Không uống nước à? Cái máng đâu à? Tiếp bên kia. Ôi mày bắn đây này hay là ai bắn đâu vậy? Đây nè. Tăng bắn. Đây các bạn. Đây là mèo rừng quý hiếm nhá. Nó mua lại của mấy thằng săn bắt. Đang nuôi để chờ ngày được thả tự do. Nó ăn. Đang bị thương. Đang bị thương ở chân các bạn. Chúng tôi đang nuôi để chờ ngày thả nó ra đây. Đây mèo rừng nhá. Đẻ được 2 con. Cận cảnh con mèo rừng. Nhìn đẹp không? Chân bị thương. Cái chân nó bị thương. Xét trùng cho nó rồi chứ. Là nó cứ liếm ấy. Thì giống mèo nó cứ thích liếm ấy. Ráng khỏe mà thả thôi. Đi về rừng. Kêu cái gì ghê mày. Chân này có cái nào viêm cái chân được không ta? Quay nó ăn rồi. Chân nó viêm rồi. Không, chân vậy là đang lành nhé. Đưa thuốc cho nó, chân nó viêm rồi. Đang ăn da kìa. Chân này chắc lành. Lành không? Lành. Nếu mà thả về rừng thì nó mau lành hơn. Ở ngoài rừng đất cát nó bám vô. Mau lành, mau khô hơn. Nó nằm ở chỗ nước tiết liếm. Cho cái lông này xuống ạ. Cho lông này xuống. Viên MB vẫn còn này. Cho ít MB vô nước đi để nó uống nó kháng sinh. Đây, quay đây, quay đây. Cho ít MB vô nước. Cho hết 1 viên luôn. Rồi lắc đều lên. Uống cho nó có kháng sinh. Nó mau lành cái vết thương của nó. Thò tay vô cuối nữa. Thò tay vô cuối, thấy. Sao? Ừ. Tay tao móc kinh lắm. Thấy không? Ủa, nước không? Úi dồi. Đấy, các bạn thấy sao? Thấy ngón tay đi huấn luyện của tôi chưa? Từ từ, nó phì. Mấy con nó kêu các bạn. Đi kêu ghê vậy. Không nghe nó. Hết rồi, ướt đấy, ta vừa giờ vừa tay nữa. Mèo rừng mua về là sinh sản nha. Sao nó bắt nét vậy? Nhìn như cọp nha. Bộ lông dưới đẹp. 2 con nè. Mở mắt chưa ta? Cái này nuôi ra, chuẩn bị để đến ngày thả ra. Bị thương nặng mà. Này người ta, này là mình không ấy về lên bàn thờ lâu. Không cứu kịp là lên bàn thờ chứ sao. Nhưng mà vậy thì tội quá. Nó phải ăn, phải uống để nó mới có sữa cho con bú được.
cái chân đấy là liền da đó. Cái da chuẩn bị liền không mà mình thuần được cả hai con được như mẹ thì đẹp chứ đúng không. Clip này không có buôn bán gì hết nhá, đây là nuôi là cứu bọn này thôi. Chúng tôi không có buôn bán gì đâu, cứu từ một tay săn bẫy khét tiếng, cho nên các bạn đừng có hỏi mua, chúng tôi không có bán đâu, không ăn thịt đâu. Đấy, còn màu lớn thật đi. Mập. Miu 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 miu. Ngủ suốt ngày ăn xong. Cận cận. Mèo rừng mẹ nuôi con tại nhà. Camera này có nét phết. Lấy nét mẹ lên ở đây. Đẹp nha. Gửi như con chó ấy. Đang kêu mèo. Kêu chứ, ở rừng nó kêu meo meo chứ. Mèo chẳng lẽ kêu gâu gâu. Mèo là phải kêu meo meo chứ. Nhưng mà ý nó động vật hoang dã thì nó phải gừ vậy để bảo vệ con nó. Cái gì chả vậy. Mắt về nó cứ dự tính này khoảng mấy ngày nữa là thải được rồi. Tuần. Tuần nữa. Chân nó đỡ tí. Đi lại được rồi mà. Mới ấy về từ gãy chân. Ừ. Lông đẹp lắm. Đấy con nằm dưới mông bắt đầu vàng rồi mẹ. Chả biết nói gì nhiều. Nói nhiều cũng kiểm lâm bắt. Thì đơn giản là mua thử những thằng săn bắt về tôi chơi. Miu 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 miu. Uống nước ạ. Uống cho mau khỏi. Thằng bạn đang nói bạn có con 5kg, con này nặng nhất 5kg. Đúng thật, nặng nhất 5kg, thật đấy. Quay cho đủ 10 phút thôi. Để đặt quảng cáo. Đấy, các bạn cứ chiêm ngưỡng những chú mèo con đi này. Đấy, chúng tôi thuần hóa mèo để bảo tồn nó, không ăn thịt, không buôn bán. Mèo mẹ thì chúng tôi sẽ sớm chúng tôi thả nó về với thiên nhiên thôi. Chứ hôm vừa rồi mà không thả thì giờ này nó cần phân rồi. Bọn kia ăn thịt ghê quá, 700 ngàn đấy. Mặc dù không có tiền nhưng mà hai anh tôi cũng quyết định là đi vay tiền mà cứu nó. Giống này ngày càng hiếm. Không có câu like đâu nha. Cái này là thật sự là chúng tôi sẽ thả nó đấy. Các bạn cứ coi clip của chúng tôi là sẽ biết được chúng tôi có thả hay không. Đây để lấy đức thôi. Thịt thà nó cũng chả đáng được cái gì. Ăn thì cũng thịt thì là gì cũng như thịt thôi. Đúng không? Bảo tồn nó. Nó bẫy ở đâu? Đầm ri. Vậy thì mình đưa vô đầm ri thả. Bẫy ở đâu thả đấy. Ừ. Các bạn nhìn chân của nó, chân nó bị thương. Chân nó bị thương nặng. Tôi cho uống ambi bữa giờ rồi. Uống xét trùng cho nó được một lần rồi. Nó ngửi cái mùi thịt đấy. Mùi thịt là còn vương vương. Dài đòn. Dài.
dài đòn. Nó đứng lên nó nhìn nó cao. Còn miếng thịt à? Không, cho ăn vừa rồi, ăn nhiều quá đâu tốt. Chân nó đau, sắp lành rồi. Nó cứ liếm này còn lâu nó mới làn. Cái thằng bẫy nó bẫy bằng bẫy kẹp đấy. Mẹ ta sợ bẫy nó hoại hoại tử. Bẫy kẹp hay bẫy treo? Bẫy kẹp, ta sợ nó hoại tử, nó hư cái chân của nó ấy. Mai mốt nó ra rừng ấy, bắt đầu nó thúi cái chân đấy. Mà hiện giờ nó chưa bị đâu. Tại nó mà hoại tử nặng là nó nhiều khi địt mẹ nó có giỏi. Nhưng mà bây giờ biết làm sao, bây giờ đâu có rờ được vào nó đâu. Không biết, ta xét trùng rồi. Ta dùng cái cây ta xét trùng rồi. Mèo mà, con mèo nó đâu có rửa tắm, nó cứ liếm. Nhưng mà con mèo này à, cái giống này như là nó xuống được nước này, để nó bắt cá này. Cái giống này này, nó đọc qua thì không biết phải nó hay không. Điểm yếu con mèo là sợ nước. Nhưng mà có một loài mèo hình như là mèo này này, là nó bắt cá. Bắt cá rất là giỏi. Nó không xuống nước sâu đâu, nó xuống nước thấp thấp vừa vừa thôi. Bắt cá. Bờm trắng như con hổ nhỉ. Nhìn cái ngực nó này. Cái ngực nó khác thì con hổ đâu mà. Thì con hổ cũng họ là con mèo mà. Đấy, thì cân hoang dã của tôi là đang sở hữu một con mèo rừng mẹ và hai con mèo rừng con. Thì cái này chúng tôi cứu nó từ mấy cái thằng mà săn bắt về đi bán cho người ta thịt ấy. Thì chúng tôi thấy tội quá. Mùa lại. Mà lúc đấy nó chưa có đẻ, cho nên bây giờ nó đẻ rồi. Thì thích quá thì chắc tính để hai con mèo con lại để thuần hóa nó, để bảo tồn nó. Còn con mèo mẹ chúng tôi dự tính là sẽ cho nó về với thiên nhiên, cho nó đúng quy luật. Các bạn coi thì các bạn cứ theo dõi video, các bạn sẽ được xem cái video mà chúng tôi thả đó. Rồi, vậy thôi.